Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Ngày hôm nay 27 tháng 4 năm 2022, Tiến Dũng sẽ sale giảm giá một chiếc âm ly Losman L85V mức giá giảm 2 triệu đồng và xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một số các thiết bị âm thanh. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng test một đoạn âm thanh với bộ 3 thiết bị được phối ghép bởi Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Cặp loa JBL model L96 kết hợp với chiếc âm ly Marantz 1150 và chiếc đầu giải mã DC âm thanh chất lượng cao Tobin D30 Pro. Tín hiệu được lấy trực tiếp từ một chiếc TV Ethernet thông qua giải mã âm thanh chất lượng cao Tobin D30 Pro, giải mã 4 chip. Đó là âm thanh của bộ 3 thiết bị được phối ghép rất tuyệt vời. Đầu tiên trong video này thì Dũng sẽ sale giảm giá 2 thiết bị. Đó là cặp loa Pioneer SX4G và chiếc âm ly Losman model L85V. Trước mắt quý vị và các bạn là chiếc âm ly Losman model L85V. Chiếc này hàng của Nhật. Đây là một model khá nổi tiếng của thương hiệu Losman đến từ Nhật. Thiết kế mặt phay nhôm màu hong vàng, vỏ gỗ zin theo máy. Chiếc này tình trạng hàng bãi về zin đẹp, chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Máy sử dụng điện 100V, công suất nguồn là 250W, 4 sò sắt. Tiếng của nó rất mạnh mẽ. Đầy đủ các chức năng chỉnh bass, treble, chỉnh các tần số, low note, vân vân. Máy có thể chơi được hai cặp loa A và AB cộng. Vỏ gỗ zin rất đẹp. Đây là giao diện phía mặt sau. Điện 100V và công suất nguồn của máy là 250W. Chiếc này có thể chơi được hai cặp loa cùng lúc với chức năng A cộng B speaker. Miếng nhôm giải nhiệt phía mặt sau. Miếng nhôm rất lớn. Trong này cho tiếng mạnh, thích hợp với nhiều dòng loa. Ví dụ như quý vị và các bạn có thể phối ghép vào các dòng loa tầm như Pioneer HBM100, S180A, cái dòng Yamaha NS1000. Cái dòng loa JBL từ bass 25 cho đến bass 30 đều chơi rất tốt. Mức giá thông thường của chiếc này Tiến Dũng phục vụ là 23.500.000. Và trong video này Tiến Dũng giảm giá 2 triệu đồng. Mức giá chỉ còn lại 21.500.000. Tất cả bao zin đầy đủ chế độ hậu mãi của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Kèm theo một bộ quà tặng, đó là một bộ dây loa Pro-N của Ý trị giá 800.000. Nếu quý vị và các bạn mua hàng trong tháng 4 này. Tiếp theo phía bên đây là một cặp loa Pioneer, cặp loa Buxell cao cấp của thương hiệu Pioneer. Đây là e-căng của loa. Pioneer SX4 là cặp loa Buxell đáng chơi nhất của thương hiệu Pioneer. Đây không phải là loa máy già, mà đây là loa Buxell. Một bát loại 18cm màng giấy gân vải, kiềng nhôm, một loa chép đôm, phía mặt trước có một đút tinh chỉnh. Đây là dòng loa nén. Và thùng loa được trang trí bên ngoài bằng màu xám. Đây là giao diện phía mặt sau. Series trùng số đúng cặp. Loa tình trạng zin hàng bãi. Loa này có trở kháng là 6,3 ohm, công suất cực đại là 110W. Các dòng loa SX4G
là thùng màu xám và SX4 chơi là thùng màu vân gỗ. Trong trường hợp này quý vị và các bạn đang thấy đó là cặp loa SX4G, tiếng của nó khá tốt so với phân khúc giá bình dân. Mức giá thông thường thì Dũng phục vụ là 5 triệu, trong video này thì Dũng giảm 1 triệu, mức giá chỉ còn lại 4 triệu, hàng bao zin bao xịn. Phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai chiếc đầu giải mã DC âm thanh chất lượng cao. Đầu tiên đó là chiếc iFi model Gen 1 Signature. Đây là một chiếc đầu giải mã DC âm thanh chất lượng cao đạt chuẩn Hi-Res Audio và Hi-Res Audio Wireless. Hàng của Anh Quốc, sản xuất chính hãng tại Trung Quốc, giống như một chiếc điện thoại iPhone. iFi Gen 1, chúng ta có thể kết nối với điện thoại thông qua sóng Bluetooth 5.0, giải mã âm thanh từ điện thoại, giải mã âm thanh từ máy tính thông qua cổng USB, giải mã âm thanh từ cổng quang từ TV và giải mã âm thanh từ cổng đồng trục Coaxial từ các đầu đĩa, xuất ra ở dạng RCA. Tiếng của dòng này rất hay. Chiếc này hàng mới 100% chính hãng, bảo hành chính hãng 12 tháng, hàng của Anh, sản xuất ở Trung Quốc. Bảo hành 12 tháng. Nguyên hộp, nguyên siêu, mới 100%. Mức giá của chiếc này là 8 triệu 900 ngàn. Trong video này thì Dũng có một phần quà tặng dành cho sản phẩm này, đó là một bộ dây AV Pro N của Ý trị giá 500 ngàn và một bộ dây quang để kết nối từ TV Internet. Thì Dũng sẽ bao phí ship luôn với sản phẩm này. iFi Gen 1 Signature giá 8 triệu 9. Tiếp theo phía bên đây là một chiếc giải mã có phân khúc tương tự, thương hiệu đến từ Trung Quốc, giải mã Topping D30 Pro. Chiếc này 4 chip giải mã DC âm thanh chất lượng cao, toàn thân phanh nhôm tương tự như chiếc iFi. Chiếc này có công năng tương tự như iFi nhưng không có chức năng Bluetooth. Quý vị và các bạn muốn kết nối với TV hoặc với máy tính thì chúng ta sử dụng với chiếc này. Chiếc này không có chức năng Bluetooth tương tự như chiếc này. Chiếc này nhận vào cổng quang, nhận vào cổng USB, nhận vào cổng Coaxial và xuất ra ở hai dạng giắc RCA và giắc ba lăng. Chúng ta có thể kết nối cùng lúc đến hai dàn âm thanh. Chiếc này hàng của Trung Quốc, sản xuất cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, dấu hợp chuẩn CE và FE. Tiêu chuẩn Mỹ, tiêu chuẩn châu Âu. Đây là những giải mã âm thanh chất lượng cao và chất lượng của sản phẩm này rất tốt, mới đạt được cái tiêu chuẩn Hi-Res Audio. Chiếc này tình trạng mới nguyên hộp, hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng. Chiếc này có remote điều khiển từ xa. Thì Dũng sẽ tặng kèm theo một bộ dây ba lăng và một bộ dây quang. Chọn gói sản phẩm này mức giá 9 triệu 200 ngàn, bảo hành 1 năm. Quý vị và các bạn có thể sử dụng một trong hai chiếc đầu giải mã này để nghe nhạc hoặc hát karaoke gia đình, tiếng rất tốt. Các anh em muốn một mức giá bình dân hơn có thể sử dụng với những chiếc đầu CD của thương hiệu Danone. Chiếc Danone 1000 này thì chúng ta phục vụ với mức giá chỉ 6 triệu, vừa đọc đĩa CD và vừa giải mã DC. Có rất nhiều các anh em hỏi là giữa đầu giải mã DC chuyên nghiệp và đầu giải mã DC tích hợp như những chiếc Danone hoặc những chiếc Sony này thì cái nào tốt hơn. Thông qua đây thì Dũng cũng xin trả lời luôn là nếu như chúng ta sử dụng với phân khúc ngang tầm giá thì đầu giải mã DC chuyên nghiệp âm thanh sẽ tốt hơn rất nhiều. Tiếp theo phía dưới này là một chiếc âm ly Marantz. Marantz model 1150. Đây là các bụi. Marantz 1150 mặt phay nhôm. Hàng Nhật. Điện 100V, công suất nguồn của chiếc này là 180W. Công suất nguồn 180W, máy sử dụng 4 sò Motorola, 4 sò nhôm. Chiếc này có thể chơi được 2 cặp loa A và AB cộng. Phối ghép rất tốt với các dòng loa Nhật, loa Mỹ, tầm bass 30cm đổ lại. Mức giá của chiếc Marantz này là 17 triệu. Thì Dũng bao zin, bao đúng hàng Mỹ, hàng Nhật xịn. Phía trên đây là một cặp loa JBL hàng của Mỹ mà âm thanh mà quý vị và các bạn vừa nghe. Đó là JBL model L96. Chiếc này sử dụng một loa bass loại 25cm, một loa mid loại 11cm và một loa chép đồm, hai nút tinh chỉnh phía mặt trước, lỗ thông hơi của loa nằm phía dưới. Loa này được trang trí bên ngoài bằng thùng gỗ lạng màu vàng rất đẹp.
cặp loa JBL model L96 chúng ta có thể chơi được đa thể loại dòng nhạc, tiết tấu chậm, tiết tấu vừa và tiết tấu nhanh, chơi rất tốt. Mẫu loa này không thích hợp cho việc hát karaoke, quý vị và các bạn lưu ý. Tất cả phần thùng loa cho đến phần các tuyến loa đều tuyệt đẹp và đặc biệt Dũng bao di, bao đúng hàng mỹ xịn. Đây là e-căng của mẫu loa này. JBL model L96, tình trạng hàng bãi, zin, đẹp, mức giá 20. Quý vị và các bạn có thể phối ghép với các dòng âm ly Marang kiểu như 1150, 1250, cái dòng Marang 84D, 94D hoặc các dòng âm ly Lussmann như L80, L80V, v.v. Phía bên đây xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc loa subwoofer của thương hiệu Yamaha. Đó là chiếc loa sub Yamaha NSSW700. Đây là một chiếc cho âm thanh rất tốt. Yamaha dòng NSSW là dòng đặc biệt cao cấp của thương hiệu Yamaha. Chiếc này sử dụng một loa bass loại 25cm bass úp đất. Phần thùng loa được trang trí bên ngoài bằng bóng sơn mài giống như một chiếc đàn piano bóng loáng. Và đặc biệt phần hình dáng của chiếc loa súp này giống như một chiếc kim tự tháp rất đẹp. Chiếc này hàng bãi Nhật. Hàng được sản xuất tại Indonesia cho thị trường Nhật. Điện 100V, công suất nguồn là 95W và công suất ngõ ra loa là 250W. Miếng nhôm giải nhiệt nằm phía sau. Âm thanh của dòng này rất mạnh. Đặc biệt với Yamaha, quý vị và các bạn đều biết là hãng có một công nghệ ActiServo, hệ điều khiển tùy động, phối ghép rất tốt với các dàn âm thanh, đánh rất đồng pha. Trên đây là các nút tắt cắt tần số, các nút chỉnh volume cũng như chế độ nghe nhạc, xem phim, vân vân. Chiếc này tình trạng hàng bãi, zin, đẹp, thì Dũng phục vụ với mức giá là 12 triệu. Mọi nhu cầu mua sắm và tư vấn phối ghép, quý vị và các bạn hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Phía trên này xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai cặp loa bow, đó là 201 series 4, bass 16 và một loa chép giấy loại 6cm. Mẫu loa này quý vị và các bạn có thể sử dụng để nghe nhạc trong các không gian nhỏ tầm 20m² đổ lại, hoặc sử dụng để hỗ trợ trung âm và chép cho các dàn karaoke và các dàn nghe nhạc lớn. Mức giá của cặp loa này là 5 triệu. Phía dưới là một cặp lớn hơn, 301 series 5 của thương hiệu Bow. Một bass 20cm và hai loa chép giấy loại 6cm. Với cặp loa này công suất tối đa là 150W. Quý vị và các bạn có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke gia đình trong các không gian dưới 30m². Các anh em có các không gian lớn hơn, chúng ta có thể sử dụng hai cặp. Hai cặp loa này đều là hàng Mỹ sản xuất tại Mexico. Sử dụng bao zin, bao đúng hàng Mỹ xịn, bảo hành kỹ thuật 1 tháng. Mức giá của 301 series 5 là 7.500.000. Các sản phẩm của shop Tiến Dũng Audio Sài Gòn bán ra đều được bao zin, bao đúng xuất xứ ghi trên tem và bảo hành 1 tháng cho các sản phẩm hàng bãi và bảo hành 1 năm chính hãng theo các sản phẩm mới. Cuối cùng, Tiến Dũng xin kết thúc video ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, tạm biệt.